không có gì khác hơn là chúng ta tự chỉnh sửa mình mỗi ngày, có phải không? Ví dụ bây giờ mình nói mình thương cha thương mẹ, mà mình sống làm cho cha mẹ khổ, mình có tu sửa những cái tánh xấu của mình thì làm sao cha mẹ vui được? Nó miễn sao tôi đem cơm về cho ba ăn, tôi có nhà cho má ở, nhà ở cơm ăn chưa đủ, bởi vì cái đó nó nuôi được cái thân thôi mà rầu rĩ khổ đau vì mình mỗi ngày cũng chưa được. Cho nên cái cách mà Đức Phật dạy, ngoài cái dưỡng chúng ta phải có cái hiếu. Dưỡng là nuôi, nhưng mà hiếu là cách mình treat, cái cách mà mình đối xử. Ví dụ mình đem cơm về ăn, mình dùng cái mâm mình kêu ăn đi, ăn sao nổi, nuốt sao trôi. Cho nên trong cái dưỡng phải có cái hiếu, mà trong cái dưỡng hiếu đó phải có cái thuận hòa, nghĩa là đối với anh chị em. À, và trong đó phải có cái kính, mình không có kính thì mình không thể bày lộ được, tỏ lộ được cái sự nuôi dưỡng của mình. Cho nên không gì khác hơn là chúng ta chỉnh sửa bản thân để làm cho đất nước đó, gia đình đó, hạnh phúc đó được tiếp tục. Vợ chồng cũng có ơn với nhau chứ. Vợ không có giúp mình thì làm sao mình có được cái thành công? Chồng không giúp mình làm sao mình có được sự sống này? Cho nên vợ chồng cũng là cái ân nghĩa của nhau. Cho nên lúc sống còn trẻ gặp nhau là qua cái tình, sống lâu ngày ra cái nghĩa. Cho nên Việt Nam là luôn luôn sống bằng tình bằng nghĩa, mà chính cái nghĩa mới là cái chiều sâu của tình, và chính cái nghĩa đó nó mới giữ được cái tình cảm vợ chồng sâu sắc.